Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 12 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Phiên tòa tiếp tục đến phần xét hỏi của luật sư bào chữa đối với các bị cáo. Trước đó, tại phiên tòa chiều ngày 11 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát đã xét hỏi đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, người bị cáo buộc nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan để che giấu sai phạm tại SCB. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn trình bày việc gặp bị cáo Lan là theo đề nghị của Võ Tấn Hoàng Văn. Khi gặp, không bàn bạc gì mà chỉ yêu cầu bị cáo Lan bán bớt tài sản trả nợ cho ngân hàng. Bị cáo chỉ biết bị cáo Lan là khách hàng lớn, chủ đầu tư của SCB, sau này mới biết vai trò của bị cáo Lan rất lớn tại SCB. Cạnh đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn xin phép được trình bày thêm với hội đồng xét xử. Bị cáo Nhàn thừa nhận hành vi và số tiền như cáo trạng truy tố. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét trong hoàn cảnh là trưởng đoàn thanh tra, bị cáo vẫn là người cấp dưới thực hiện chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra, phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước. Đồng thời, bị cáo Hưng thừa nhận việc bị cáo Nhàn nhận tiền của bị cáo Văn là hoàn toàn thụ động, không có bàn bạc với ai tại SCB. Sau khi nhận tiền, một là an toàn của bản thân, gia đình và hai là tạm thời vi phạm pháp luật. Bị cáo đã chấp nhận giữ an toàn của bản thân, gia đình nên nhận tiền để một góc nhà. Khi làm việc điều tra viên, bị cáo đã viết đơn khai nhận toàn bộ và nộp lại tiền. Bị cáo ăn năn hối cải về việc làm của mình. Anh em trong đoàn thanh tra làm việc vất vả đến 2-3 giờ sáng để vạch ra bức tranh tổng thể về SCB. Nhưng sau này, SCB không thực hiện những kiến nghị của đoàn thanh tra. Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo SCB, có kiến thức nhưng vẫn cố tình vi phạm, xảy ra chuyện như ngày hôm nay, bị cáo Đỗ Thị Nhàn trình bày. Bà Nhàn cũng trình bày rằng đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền. Theo cáo trạng thì hành vi của bị cáo với hành vi của bị cáo Hưng là như nhau, với các thành viên khác cũng như nhau, nhưng một mình bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử lý giải, với tư cách là trưởng đoàn thanh tra, tại sao bị cáo không phải trình bày với đại hội đồng cổ đông mà lại đi gặp bị cáo Lan? Vậy bị cáo Lan có vai trò, vị trí gì? Bị cáo đã 4 lần nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn. Bị cáo nói bản thân có ý thức nhưng lại 4 lần nhận tiền rồi mới trả lại. Căn cứ nào cho rằng cần bảo đảm an toàn cho bị cáo và gia đình bị cáo? Hội đồng xét xử chỉ ra cho bị cáo thấy, chứ không phải viện kiểm sát hỏi rồi bị cáo trả lời loanh quanh. Bị cáo là trưởng đoàn thanh tra thì phải biết ai là người đứng đầu ngân hàng nhưng lại đi gặp Trương Mỹ Lan. Còn việc vì sao các bị cáo khác cũng nhận tiền như bị cáo nhưng chỉ bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ. Tất nhiên, nhận tiền đều là lợi ích vật chất, nhưng bị cáo nhận 5,2 triệu đô la Mỹ khác với người nhận 100 triệu đồng, chủ tọa phân tích. Theo chủ tọa, viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng hay sai thì hội đồng xét xử sẽ xem xét, chưa ai kết luận bị cáo có tội hay không có tội gì. Trước việc cáo trạng xác định bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát nắm từ 85 đến 95% cổ phần ở SCB rồi rút tiền của ngân hàng này, bà Lan khẳng định không đúng, cho hay bản thân và hai con gái chỉ nắm gần 15%. Trong 30 phút khai báo, người này hai lần bật khóc. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan đã thực hiện việc xét hỏi, công bố hành vi phạm tội của 84 trên 86 bị cáo và hôm nay, 11 tháng 3, tòa xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí. Trong vụ án, có 86 bị cáo bị đưa ra xét xử, nhưng chỉ có 79 trên 86 bị cáo có mặt tại phiên tòa. Hai bị cáo vì lý do sức khỏe xin xét xử vắng mặt. 5 bị cáo bỏ trốn, bị truy nã và tòa xét xử vắng mặt. Bị cáo Trương Mỹ Lan đứng trước buộc khai báo. Trong sáng 11 tháng 3, không đúng là câu trả lời của người phụ nữ khi chủ tọa hỏi cáo trạng nêu hành vi vi phạm của bị cáo đúng hay không. Chủ tọa hỏi, hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo nắm từ 85 đến 95% cổ phần tại SCB. Người phụ nữ này đáp, thưa không phải, và giải thích ngay trong các bản tự khai tại cơ quan điều tra, bà đã nói ngay từ đầu là bản thân nắm 5% thôi, còn 30% là của cổ đông nước ngoài, bạn bè bà đứng tên, chưa bao giờ nắm 95%. Chủ tọa tiếp lời, cáo trạng không xác định vào bản tự khai mà xác định luôn là bị cáo nắm lượng lớn cổ phần. Bà Lan trình bày có nắm 4,9% cổ phần SCB, và khi có công ty nước ngoài vào, họ yêu cầu gia đình bà phải nắm cao hơn, nên bà cho hai con gái đứng tên, mỗi người gần 5%, tổng của gia đình là gần 15%.
Còn tổng số cổ phần của gia đình và bạn bè là bao nhiêu, bà Lan chưa có thống kê. Câu hỏi tiếp theo, chủ tọa cho hay, những người đứng tên cổ phần tại SCB gồm nhiều người làm của bị cáo Lan đều khai là đứng tên giùm cho Trương Mỹ Lan. Trương Mỹ Lan cho hay, nhiều người hoàn toàn không biết mặt tôi và đứng tên giùm, phải là người không nghề nghiệp, nhưng bạn bè bà toàn là Việt kiều, Australia, Canada. Không có công thức nào nói phải biết Lan mới đứng giùm cho Lan, thẩm phán Phạm Lương Toản nói. Bị cáo Lan trình bày, khi bị bắt, tôi từng trình bày, có nói bạn bè vào giúp SCB cơ cấu thôi, năn nỉ họ mới vào. Nhưng cơ quan điều tra hỏi họ ở công ty gì thì làm sao tôi nhớ nổi. Xong rồi bảo hàng năm đi họp, họ không đi nhưng họ có đi họp. Bị cáo Lan cho rằng nội dung bà nắm 90% cổ phần SCB trong cáo trạng là không đúng và nêu quan điểm, nói sao để cơ quan điều tra hiểu lầm thì không biết. Chủ tọa ngắt lời cho hay, bị cáo là người hết sức cẩn trọng trong câu chữ, các bản cung còn có sự chứng kiến của luật sư. Bà Lan cho hay, lời nói lúc bấn loạn, nhầm lẫn không biết, còn phần nào tôi xác nhận với luật sư chắc chắn là đúng. Chủ tọa tiếp tục câu hỏi về việc Trương Mỹ Lan thâu tóm cổ phần SCB, nhưng người phụ nữ này khóc, nói, hội đồng đừng dùng từ thâu tóm được không, nghe câu đó tim tôi. Theo cáo trạng, giai đoạn 2012-2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn, hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, từ năm 2012 đến 2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB, sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến nay, còn dư nợ hơn 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Từ năm 2018 đến 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 129.372 tỷ đồng. Bà Lan bị cáo buộc để che giấu hành vi phạm tội. Năm 2017 đến 2018, đã 4 lần hối lộ tổng số 5,2 triệu đô la Mỹ cho Đỗ Thị Nhàn, khi đó là cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước. Từ các hành vi trên, Trương Mụi bị truy tố về các tội tham mô tài sản, đưa hối lộ theo luật 2015 và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo luật năm 1999. Cáo trạng xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là người điều hành tập đoàn Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp lớn và nhỏ trong và ngoài nước. Để có nguồn vốn duy trì hoạt động hệ sinh thái doanh nghiệp khổng lồ này, bà Lan tìm cách thâu tóm SCB nhằm biến ngân hàng này thành công cụ tài chính của mình. Thông qua chiêu trò thu gom cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên hộ, bà Trương Mỹ Lan sở hữu tới hơn 91,5% cổ phần SCB. Với tỷ lệ cổ phần gần như tuyệt đối, cộng thêm việc cài cắm nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, bà Lan nắm quyền chi phối mọi hoạt động của ngân hàng này, dù không đứng tên trong thành phần ban lãnh đạo. Từ việc chi phối SCB, từ ngày 1 tháng 1, 2012 đến ngày 7 tháng 10, 2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống hồ sơ vay giải ngân 2.257 khoản, trên hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến ngày 17 tháng 10, 2022, còn 1.284 hồ sơ vay, tương đương dư nợ 677.286 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi, nợ gốc 483.971 tỷ đồng, lãi phí 193.315 tỷ đồng. Nợ gốc của bà Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc tại SCB. Trong đó, từ ngày 1 tháng 1-2012 đến 31 tháng 12-2017, Trương Mỹ Lan vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay. Từ ngày 1 tháng 1-2018 đến ngày 7 tháng 10-2022, Trương Mỹ Lan tham ô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng nợ gốc và hơn 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh từ nợ gốc sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn ở bên dưới video để mọi người cùng biết nhé! Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Chiều 5 tháng 3, trong phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã công bố cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo. Trong đó, cáo trạng có đề cập đến 3 trường hợp là những người giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB, nhưng đã qua đời khi vụ án bị phanh phui nên không bị xem xét, xử lý hình sự. Đó là trường hợp bà Nguyễn Phương Hắc là phó tổng giám đốc và Nguyễn Tiến Tê, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB. Ông Nguyễn Ngọc Đê là tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Peninsula thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Cáo trạng xác định bà Nguyễn Phương Hắc và ông Nguyễn Tiến Tê đã tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn thực hiện về việc xét duyệt cấp tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vay vốn trái quy định pháp luật của ngân hàng SCB.
hai người này bị xác định là đã giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội để sử dụng, chiếm đoạt tiền trái phép của tổ chức tín dụng. Còn về trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Đê là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Peninsula, trụ sở số 193-203 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận Nhất, bị cơ quan tố tụng chỉ rõ là đã tham gia vào quá trình chỉ đạo tìm kiếm, thuê người đứng tên các khoản vay, đứng tên pháp nhân, sở hữu cổ phần, trực tiếp đứng tên hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản. Cơ quan tố tụng đã xác định, ông Đê giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.